Kính thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Trà Vinh hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy văn hóa và phục hồi chức năng cho 3 nhóm đối tượng là người già neo đơn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và thần kinh tâm thần với 157 người. Đây là những đối tượng yếu thế trong xã hội cần được sự trợ giúp đặc biệt để họ có điều kiện sống tốt hơn. Ghi nhận của phóng viên chuyên đề về công việc của những người làm công tác bảo trợ xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công tác xã hội là hoạt động từ thiện, nhân đạo, trợ giúp con người, hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong cộng đồng. Những người làm công tác xã hội còn giúp cho các đối tượng hoàn chỉnh bản thân hơn để hòa nhập cộng đồng. Công tác xã hội được xem như một nghề đặc biệt, đòi hỏi người làm nghề phải có tố chất đặc biệt. Bởi ngoài kiến thức, đòi hỏi họ phải có cái tâm và tấm lòng yêu thương con người. Gắn bó với Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Trà Vinh 19 năm, chị Tạ Kim Thúy Dân làm nhiệm vụ dạy văn hóa cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi cơ nhỡ bị bỏ rơi, không có người nuôi dưỡng. Đây là những đứa trẻ đặc biệt, không thể dạy và học theo cách thông thường như những lớp học khác. Bởi ngoài việc phải dạy cho các em kiến thức cơ bản, dạy văn hóa, chị Dân còn tìm hiểu tính cách, tâm lý, sở thích và thói quen của các trẻ, dạy cho trẻ phát âm, hoàn chỉnh kỹ năng ngôn ngữ. Đến với lớp học của chị Dân, dù chỉ có 10 học sinh đặc biệt, nhưng để vừa dạy học vừa quản lý lớp thì thật không dễ chút nào. Mỗi trẻ mỗi tính, quan trọng hơn là khả năng nhận thức và tiếp thu của trẻ không hoàn chỉnh, không đồng đều nên đôi lúc rất vất vả. Nhất là khi các trẻ không chịu hợp tác, la hét và hành động không tự chủ. Ở lớp học nhỏ này, chị Dân hiểu biết từng hoàn cảnh của mỗi đứa trẻ. Có bé chậm phát triển, có bé bệnh đau, có bé tự kỷ, bại não. Phần lớn bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện. Từ ngày các cháu vào trung tâm, nhìn các cháu từng ngày lớn lên, chị nắm được bệnh lý và tâm lý, những thói quen thông thường của tất cả các trẻ nơi đây. Nhờ đó mà việc quản lý, dạy dỗ các em đỡ vất vả hơn. Dạy đối với những trẻ này thì khó khăn thì có đó. Thì nó khác với trẻ bình thường mình. Ví dụ như trẻ bình thường thì mình chỉ nói một hai lần nó hiểu. Còn đối với những trẻ này thì mình nói rất là nhiều lần, có khi trẻ không hiểu mà mình phải nắm tận tay, mình phải chỉ tận, tức là mình phải nắm tận tay bé, thì lúc đó có khi là dạy rất là nhiều lần bé mới hiểu. Mà hiểu ở cái mức độ của bé thôi, chứ không có giống như trẻ bình thường mình phải chấp nhận mức độ của bé. Nói chung là chỉ thương có tâm mới dạy được. Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ Xã hội đang nuôi dưỡng và chăm sóc 19 trẻ em thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau, nhưng phần lớn các em thuộc nhóm khuyết tật và bệnh lạ. Ngoài việc chăm sóc, dạy nói, dạy cho trẻ nhận thức cuộc sống xung quanh, hàng ngày các kỹ thuật viên còn hỗ trợ trẻ tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho trẻ. Ông Lê Hoàng Dũng, nhân viên phòng y tế phục hồi chức năng, có thâm niên 20 năm làm công tác hỗ trợ trẻ khuyết tật phục hồi chức năng. Ông Dũng cho biết, có một số trẻ tại trung tâm khi mới nhận về trung tâm không biết đi hoặc không hoạt động chủ động được. Sau thời gian tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho trẻ thì trẻ có thể lăn, lật, tự đứng dậy, tự hoạt động được. Tuy nhiên bản thân ông phải rất kiên trì. Mỗi em có bài tập riêng phù hợp với từng trẻ, đảm bảo thời gian không quá nhanh cũng không được quá mau. Với những trẻ bệnh nhẹ thì kiên trì vài năm, trẻ có thể dần phục hồi tích cực. Với những trẻ nặng hơn cần rất nhiều thời gian, nhưng phục hồi chậm hoặc có khi không thể phục hồi. Có lẽ khó khăn nhất vẫn là khi cho họ uống thuốc hoặc tập các bài tập vật lý trị liệu. Đa số trẻ không chịu hợp tác, các bé kháng cự lại. Giải thích thì trẻ không nghe hoặc không hiểu. Chỉ cho bé tập thì bé không nhớ cách làm. Những lúc như thế, ông Dũng mềm mỏng nói chuyện để xoa dịu tâm lý, giúp trẻ ổn định tinh thần, từ từ hợp tác. Ông Dũng cho biết, tuy không là họ hàng thân thiết, nhưng hàng ngày tiếp xúc với các bé, tình cảm mỗi ngày lớn dần hơn. Duy nhất có lẽ là khi chứng kiến các trẻ mỗi ngày tiến bộ, phục hồi tốt, tự vận động và đi lại được. Ở đây cũng nuôi kỹ lắm, rồi cái từ từ sữa sùng nó quen á, rồi cái từ từ nó mấy đứa này sao không giờ nó tròn hết rồi. Bé này thì nó bị bại não, mà bại não loại nặng là nó không phục hồi. Tập thì cũng như cho nó giảm bớt cái rút gân á. Và kéo nó gây cho nó rút gần thay vì nó giờ nó gồng về nó rút thì nó đau, nó khó chịu, mình kéo ra cho nó thẳng ra, thì massage lưng rồi mình vỗ lưng nó rồi tập cái vùng đầu nó duỗi gấp rồi cái đầu liếc quét lại cho nó máu lưu thông vậy thôi, chứ còn
cái phục hồi không phục hồi. Lúc đầu thì làm thì mình thấy là nó hơi cực khó khăn, nhưng sao mình làm thấy mấy đứa trẻ rất đáng thương. Đi làm cũng có lương, có thu nhập như bất cứ công việc nào khác ngoài xã hội. Tuy nhiên, với những người làm nghề công tác xã hội, chăm sóc nuôi dưỡng người già, trẻ mồ côi, người thần kinh tâm thần, thì công việc đặc biệt hơn rất nhiều. Nếu không có lòng trắc ẩn, sự đồng cảm, yêu nghề, thì khó bám trụ được lâu dài. Dù là chăm sóc người thần kinh tâm thần, trẻ khuyết tật hay người già cũng đều có cái khó khăn riêng. Với các cụ già lớn tuổi, phần lớn khó tính, hay nhớ hay quên, lại không có con cháu kề bên, thiếu thốn tình cảm gia đình nên thường cáu gắt, tâm lý không được ổn định. Đó là với những cụ còn khỏe mạnh, còn tự vận động và hoạt động cá nhân được. Còn với các cụ đã cao tuổi, bệnh tật, không thể tự đi lại, sinh hoạt hay ăn uống, thì phải nhờ đến nhân viên chăm sóc lo chuyện ăn uống, giặt giũ hay vệ sinh cá nhân. Đối với cái giải người cao tuổi này là các cụ nam nữ là cỡ 15 cụ là nằm là mình đút mình vệ sinh luôn, như các cụ không có tự chủ được. Giống như mấy cụ giống như lớn rồi khó tánh rồi, trong người nhiều khi có bệnh đó. Có khi là quăng đồ mình đó, quăng vô người mình rồi mình có khi mình né. Ở khi cũng có trúng nhân viên nữa thì cũng phải chịu, tại vì bản thân của mấy cụ không có tự chủ được cái hành động của mình. Do cái bệnh lý, cái tuổi già, mất trí nhớ, có khi mất trí nhớ nữa, chửi tầm bậy tầm bạ nhân viên. Nói chung ra mình cũng đồng cảm, tại vì vô đây là cái những người này là yếu thế của xã hội rồi, mình phải vô, mình phải chăm sóc cho họ thật tốt để họ hưởng được cái cuộc sống sau này về già của họ. Nghề công tác xã hội đòi hỏi nhân viên phải có trình độ, năng lực chuyên môn nhất định, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có kỹ năng đặc biệt, lòng nhiệt tình và cái tâm với nghề. Nếu không sẽ khó gắn bó lâu dài được với nghề. Bởi người làm nghề công tác xã hội thường xuyên tiếp xúc với các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, tâm lý không ổn định, nhận thức không hoàn chỉnh. Phải có tình yêu thương, sự đồng cảm, san sẻ mới có thể gần gũi, giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng sống tốt hơn. Cụ thể như giống như chỗ hồi nãy cho bà Hai, thì em có gặp rồi đó, thì bà là người khuyết tật thần kinh tâm thần, là cũng không có gia đình. Và bà đã sống ở đây từ năm 95 tới bây giờ. Bà coi trung tâm giống như là cái nhà của bà rồi. Hiện tại thì giờ bà là không có ai người thân hết. Hoặc là đối với những trường hợp người thần kinh tâm thần thì cũng có rất là nhiều trường hợp là các em thì cả gia đình đều bị tâm thần hết. Như là chỗ có hai em như em Quanh, em Kiều ở Trà Cú thì gia đình là có cha là tâm thần, hai em tâm thần. Và chỉ còn có một mình mẹ thôi, nên là mẹ là cũng già yếu rồi, nên là không thể chăm sóc các em được, gửi các em vào đây. Hoặc là có gia đình của chỗ em Quý và em Châu Thanh, thì ở chỗ ở Đa Lộc này thì hai em đó thì cũng cả gia đình thì cũng là người tâm thần hết. Cha mẹ cũng tâm thần nhẹ. Bé Thảo ngồi kế đó thì bé là bị hội chứng đau và bé đã bị cha mẹ bỏ từ lúc nhỏ. Rồi hay là em hồi nãy em lên chỗ phục hồi chức năng, các anh đang tập vật lý trị liệu cho bé Cát á, thì bé Cát bị bại não thì bé cũng đã bị bỏ rơi từ lúc nhỏ ở bệnh viện. Khi sanh ra có lẽ là gia đình thấy bé bị khuyết tật vậy là gia đình bỏ luôn. Hoặc là đặc biệt cái trường hợp của bé Bích bị bệnh vảy cá thì bé cũng bị bỏ rơi từ bệnh viện từ lúc nhỏ. Gia đình sanh ra là thấy bé khuyết tật nên là bỏ luôn như vậy. Khó có thể đong đếm những vất vả của người làm nghề công tác xã hội. Bởi với những người làm công tác xã hội, chỉ có kiến thức thôi là chưa đủ, mà còn phải có cái tâm với cộng đồng để có thể cống hiến hết mình. Bởi lẽ công tác xã hội còn là nghề của lòng nhân ái, yêu thương giữa con người với con người. Ở mỗi gia đình, việc chúng ta vừa đi làm, vừa dạy dỗ con cái hay chăm sóc ông bà, đôi khi cũng khá bận rộn, vất vả. Nhưng ở trung tâm bảo trợ xã hội, mỗi ngày các nhân viên bảo trợ phải chăm sóc, dạy dỗ, nuôi dưỡng trên 150 người thuộc các nhóm đối tượng khác nhau. Số lượng công việc rất lớn và áp lực là không nhỏ. Trân trọng cái tâm và những tấm lòng. Không chỉ vì mưu sinh, những người làm nghề công tác xã hội còn cống hiến cho cộng đồng những phần việc có ích. Để những người yếu thế nhất của xã hội không bị bỏ lại phía sau, họ vẫn còn một mém tình người chở che, bảo bọc.
Chủ đề văn hóa xã hội kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.